review ghế ngồi tại các sân bóng ngoại hạng Anh. Đây là cận cảnh chiếc ghế được các cổ động viên đặt trước, có lẽ là cả một mùa tại sân vận động Old Trafford. Trên những chiếc ghế này sẽ in đầy đủ thông tin tên của người đặt. Khu vực mình ngồi ở sân Manchester hôm đó tuy là khá cũ nhưng cũng rất là chắc chắn. Hôm mình ngồi tại sân vận động của Chelsea thì ghế có vẻ được sơn mới hơn. Nếu các bạn để ý kỹ thì cái khu mình đang quay cho các bạn nó sẽ không có một cái hàng rào màu xanh ở phía trước. Còn khu vực mình ngồi ở phía sau cầu môn nó sẽ có một cái hàng rào xanh. Đây là khu vực dành cho các fan cuồng. Khi mua vé ở đây các bạn xác định là chỉ có đứng và bám vào cái hàng rào ở phía trước chứ không có ngồi đâu. Điều này thể hiện tình yêu của các cổ động viên dành cho đội bóng rất lớn nên là họ mới chọn ngồi ở khu vực này. Còn khi mình ngồi tại sân vận động của đội bóng Brighton, chỗ này thì cực kỳ sát với mặt sân, chỉ cách cầu thủ khoảng có 3 mét. Ở đây thì không có hàng rào như sân của Chelsea nhưng không khí thì hết sức cuồng nhiệt. Còn hôm mình xem ở sân vận động Wembley cũng không có hàng rào nhưng khu vực này các cổ động viên cũng đứng từ đầu đến cuối và chỉ ngồi khi đến giờ giải lao giữa hai hiệp. Những trận bóng cuối tuần thật sự nó giống như là một lễ hội. Cổ động viên thì cổ vũ hết sức cuồng nhiệt, còn nhịp độ của các trận đấu thì diễn ra cực kỳ nhanh. Ngoại hạng Anh quả nhiên là giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Các bạn nhớ bấm like, bấm theo dõi để đón xem những video tiếp